Bài tập này rất hiệu quả để làm săn chắc vùng bụng, đặc biệt là cơ bụng hai bên. Nằm ngửa trên thảm tập và đặt tay sau đầu. Gập đầu gối khoảng 60 độ, bàn chân chạm sát mặt đất và mở rộng bằng vai. Sau đó gập bụng sang một bên, nâng cơ thể lên và đưa vai trái về phía cơ thể, cùng lúc đó nâng đầu gối phải gần vai trái. Cố gắng đưa cả cơ thể và vai trái về phía đầu gối thay vì chạm khuỷu tay. Bạn có thể thực hiện lặp lại một bên rồi mới đổi bên, hoặc đổi bên lần lượt liên tục.